Bé trai bị bắt cóc, chú đó cho con bánh mì nhưng con không ăn vì sợ có độc, chỉ xin nước uống thôi. Bố bé, sao không ăn bánh mì nhưng lại uống nước? Bé trai, vì thấy chú uống nước được nên con mới uống. Wow! Cháu bé chưa xem phim Trung Quốc rồi, chú ấy uống thuốc giải trước rồi. Hả? Trả bù cho con nhà mình, to đùng nhưng toàn thích chơi với người lạ xong mời vào nhà xem cảnh sát trưởng Labrador. Giỏi lắm chàng trai, tuy ít tuổi mà đã biết nghi ngờ nhân sinh rồi tương lai ắt sẽ như Tào Tháo. Oh my god! Hiện tại con trai của ông đang nắm giữ tôi, bây giờ ông cần bao nhiêu để tôi thả con trai của tôi? Kiểu gì? Em cậu nhà mình 60kg nhưng lúc nào cả nhà cũng sợ bắt cóc. Kẻ bắt cóc cháu bé ở Long Biên đòi 15 tỷ đồng tiền chuộc, do nợ nần nên nảy sinh ý định bắt cóc con nhà giàu. Nghi phạm đòi tiền chuộc 15 tỷ đồng, bố mẹ cháu bé đã chuẩn bị được khoảng 13 tỷ. Nghi phạm yêu cầu gia đình di chuyển qua nhiều địa bàn, hắn liên tục di chuyển qua Hưng Yên, Bắc Giang, Hà Nam. Đến 5 giờ sáng nay, nghi phạm bị công an bắt giữ ở Hà Nam. Oh my god! Ở một diễn biến khác, ông già, hiện con trai ông đang nắm giữ tôi. Ông già, hiện tại con trai của ông đang nắm giữ tôi. Nani? Tôi là kẻ bắt cóc đang giữ con cóc, đang giữ con trai của ông. Bây giờ ông cần bao nhiêu? Ông cần bao nhiêu để tôi thả con trai của ông? Không phải lộn, bây giờ tôi cần bao nhiêu? Ông phải lộn, bây giờ ông cần bao tôi? Bây giờ ông phải đưa cho tôi 300 triệu tôi mới thả ông, tôi mới thả ông con trai. Tôi mới thả con trai của ông ra. Vẫn không tin. Được rồi, ông bật video lên đi. Con trai của ông sẽ cho tôi và ông gặp nhau. Cho năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Tôi là kẻ bắt cóc đang giữ con cóc. Video ở một góc quay khác khi cháu bé bị đối tượng đưa lên xe. Kịch bản ấy đẹp nhưng đây là Việt Nam không phải America. Thằng này xem phim nhiều quá à, đây là ở Việt Nam có phải ở Mỹ đâu. Chắc tính vào tù để trốn nợ rồi, người bình thường ai lạc quan vậy. Ở ngoài là chết, vào trong đó là sống, khôn đấy. Má mình tưởng mình đang ở Mỹ hay Hàn cơ, hóa ra là Mỹ Đình với quán Hàn xì. Đòi 10 tỷ là giao dịch thành công rồi đấy. Mình có nợ thì mình đi trốn đi, miễn mình ân là được, không hại ai là được, dạy thế đi bắt cóc chi. Chồng chỉ ngu trả lời sao cho ngầu. Nở một nụ cười thật dại. Thằng nào mà lấy đứa ngu, chắc nó khôn. Trong nhà chỉ cần một người khôn là đủ. Nani? Tao mà khôn thì đã không đến lượt mi, ok. Thằng ngu mới lấy con ngu. Không ngu tôi đã chẳng lấy anh. What the hell? Nồi nào úp vung đó thôi trời ơi. Quá chuẩn luôn. Và luôn không cần nói nhiều. Thế anh thấy anh ngu chưa? Nói câu này không hiểu bồi thêm câu anh quá ngu, xong nhớ chạy thật nhanh. Ngu nhất là lấy vợ ngu. Thì trả lời nó, tao ngu nên tao mới lấy cái loại như mày. Chứ tao thông minh thì xin lỗi mày không có cửa nha. Mày biết tao ngu mà còn lấy chứng tỏ độ ngu của mày hơn tao một bậc. Tao chưa chửi mày ngu thì trình nào mà mày dám chửi tao ngu. Sao không tìm đứa khôn mà lấy?
còn sống để nghe câu trả lời đâu. Ủa anh, thảo nào sáng dậy không thấy cái gáo đâu. Khi nhà hết tiền và mới bị trông mũ bảo hiểm Be Lai. Đang đi tắm bị vợ bắt đi làm nêu. Rosie bất ngờ bị sập livestream vì mở nhạc bản quyền của nhóm nhạc nổi tiếng Blackpink. Nani? Vì là cá nhân nên bị nguyên nhóm đánh bản quyền là đúng rồi. Và bà vẫn ung dung mở live lại 2-3 lần. Còn nữa chưa? Nhanh trí mua luôn bản quyền bài đấy. What? Lấy nhạc người khác like thì bị sập đúng rồi, luật pháp rõ ràng, vẫn còn cố tình ăn cắp chất xám người khác, tôi ủng hộ mạnh tay. What the hell? Không hiểu biết cậu nhiệt tình bằng báo. Chị mở nhạc Blackpink không sợ bản quyền à? Bà mít bà lên thuyền nào là lật thuyền đó, bây giờ đi comment dạo làm chủ sốc sập like x2 luôn. Kể mà mở bài lửa hận thù là không sập like rồi. Quá chuẩn luôn. Chú ý, những điều kiêng kỵ không nên làm trong tháng cô hồn để tránh xui xẻo. 1. Không đi chơi đêm. 2. Không để mũ giày hướng về phía giường. 3. Không déo tên nhau trong đêm. 4. Không nên phơi quần áo vào ban đêm. 5. Đi qua nơi vắng vẻ không được quay đầu lại. 6. Không cắm đũa lên bát cơm. 7. Không tùy tiện đốt giấy, vàng mã. 8. Không nên mặc đồ trắng vào ban đêm. 9. Không nhặt tiền rơi ngoài đường. 10. Không chụp ảnh vào ban đêm. 11. Không nên thề thốt, hứa suông. 12. Hạn chế làm chuyện đại sự. What the hell? 13. Không nên ngủ cùng người yêu vì rất dễ có bầu. À thế à? 13. Không nên có người yêu để tránh tình trạng chia tay. Nani? 13. Không nên nín thở quá 5 phút. 13. Không được tắm đêm vì tắm đêm mát dễ ngủ. 1. Không tùy tiện cho người khác mượn tiền nếu không sẽ không đòi được. 2. Không nhặt tiền lẻ rơi vì người làm rơi quay lại không tìm được, người ta sẽ buồn. 3. Không treo chuông gió ở đầu giường, đêm gió thổi, chuông kêu, không ngủ được. 4. Không cắm đũa giữa bát cơm vì cắm như thế sẽ không ăn được. 5. Không đi chơi đêm vào tháng cô hồn vì đi chơi đêm thì sáng hôm sau sẽ không dậy đi làm sớm được. 6. Không tự ý cắt tóc, mái. 7. Không để mũi dép hướng về giường khi ngủ vì sáng dậy sẽ khó đeo. 8. Không nhổ lông chân vì nhổ thì sẽ đau. 9. Không mua xe cộ khi không có tiền. 10. Không được để đèn khi đi ngủ vì theo dân gian khi ngủ để đèn sáng sẽ rất khó ngủ. 11. Không chơi trốn tìm ban đêm vì chơi trốn tìm đêm tối thì rất khó để tìm thấy nhau. 12. Không chụp ảnh vào ban đêm vì chụp tối ảnh sẽ bị nhòe. 13. Không gặp người yêu cũ. 14. Tránh xa người đã có người yêu. 15. Không quen chép boy hay chép girl nếu không sẽ bị buồn. Like, đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ video nào từ kênh nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video.